mà mít luộc hả? Ôi ơi, là bác cái mít non đó hả? Mít non người ta bỏ hả bác hả? Trời ơi, cái này là cái nồi cơm của ông hay gì ông hả? Nồi cơm. Trời ơi, sao con thấy nó cũ vậy vậy? Ừ, nấu củi. Trời ơi, các bạn, cơm này nấu hôm qua còn hay không hả? Ừ. Hôm nay nó bị thiêu luôn rồi. Ừ. Chưa. Đây nữa hả ông? Ừ. Ây da. Tép kho hả ông? Xin chào quý cô bác, anh chị, em và các bạn. Thì hôm nay theo cái hành trình công gũi của mình đang có mặt tại ấp Tân Phú, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Những cái lượt thích và đăng ký của các bạn là niềm động lực lớn cho tôi để tôi tìm đến nhà những cái cô bác trong hoàn cảnh khó khăn. Và đây là cái ngôi nhà mà tôi vô tình gặp được, tìm được, đó là nhà của hai ông bà cụ. Cái mái nhà tình thương do mọi người giúp đỡ, nhưng hiện nay cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Trong nhà thì không có vật dụng gì cả. Bây giờ mình sẽ vào đó để tìm hiểu về hoàn cảnh của cô chú nha các bạn. Sở gia đình có hai chồng, chồng bà mù, bà bị mổ hai đường. Ở bên nè, không thấy đường. Ông bà không thấy đường hả? Đây nè, không thấy đường. Đây nè, mọi bên đây một bên, bên đây bên nè. Bà nhiêu tuổi rồi? Bà 73 tuổi. Rồi ông? Tôi 84 tuổi. Rồi hai không có con cái gì hả ông hả? Con tư riêng ở trên. Tư riêng trên rồi, ông già chồng già sống. Con bà ở gần đây không hả? Ai cho gì sẽ ăn. Ở ngoài trước này cô, ở ngoài trước này con thấy mình nấu cái gì hả cô hả? Mình nấu gì hả bác hả? Nấu luộc ba bít kho ăn cơm. Ở trong này là cái nồi này là nồi gì đây? Mít hả? Mít luộc hả? Ôi ơi, là bác cái mít non đó hả? Mít non người ta bỏ hả bác hả? Trời ơi, này đây là cái trái mít này là lúc nãy là ấy nè, lúc nãy là để đem nấu nè. Đây là cái mít này nãy đem nấu trong cái nồi trước để mình ăn cơm, mình ăn tương ha, là sao mà mình nấu mít này luộc rồi trước rồi sau luộc nước muối. Dạ. Sau mới lấy ra mới xào dầu kho nước tương. Dạ. Ăn vậy là sống. Ô đồ đạc lỉnh khỉnh vậy hả cô chú? Nghèo khổ quá chú ơi. Không mua có cây trái thì chè đó nấu ăn thôi. Dạ, con thấy cái nhà mình đây là để nhà tình thương của ngày xưa, ta cũng cho. Cho. Cái vật dụng này là của cô chú ngủ à? Bây giờ là dạ. Chị ở nhà với ông này ha, cũng không có làm gì thêm. Ồ, cô thì bị mù. Đó. Là bị mắt thì không thấy đường nữa. Không thấy đường. Dạ dạ. Con thấy đồ vật dụng ở trên cái chổng đó. Nó nhiều quá. Để cho con để mình quay cái khung cảnh nhà bạn. Đây là vật dụng của ông bạn. Đây ngôi nhà đây bạn. Cái này là cái nồi cơm của ông hay gì ông hả? Nồi cơm. Trời ơi, sao con thấy nó cũ vậy vậy? Ừ, nấu củi. Trời ơi, các bạn, cơm này nấu hôm qua còn hay gì ông hả? Ừ. Hôm nay nó bị thiêu luôn rồi. Ừ. Chưa có nấu. Nấu bị thiêu chưa dở rồi đó con. Khổ quá trời. Ôi ô chai bọng gì chén mát gì con thấy đồ lỉnh kỉnh đó. Hôm qua ăn cơm với gì đây? Hoàng với bà ăn. Đây nữa hả ông? Ừ. Ây da. Tép kho hả ông hả? Ừ. Ây ơi. Đồ cái cây này là người ta cho hay sao không? Mấy cái củ này nè. Cái này hả? Dạ. Mua. Mới mua sao mua gì ăn tương. Rồi ông làm gì có tiền để mà ông với bà làm gì có được tiền để mà mua? Ngày mỗi sáng mỗi lãnh tiền có triệu mấy à? À triệu hai 15 ngàn ha. Tiền nhà thư tiền người còn đủ mời mốt rồi lãnh rồi. Ô nền ở dưới này thì nền đất 700 ngàn để
sống nha. Vật dụng tôi nuôi dưỡng bà đó là 27 nữa. Các bạn thấy là đây là cái ngôi nhà thì được xây bằng được cất bằng tôn. Và đây là đồ đạc của cô chú. Ngay cả cái nơi mà chúng ta thấy cái thờ cúng đó thì đây. Đây chỉ có một cái liên hương với lại mấy cái ly. Với đây là cái hòm cúng. Cũng là đây thì tất cả đều được đóng bởi niêm phong. Ông ơi, ông thì ngủ ở trong cái chung này. Rồi. Cái chổng này để ông với bà ngủ. Còn cái chổng bên đây thì mình để đựng đồ. Để ăn cơm. Để đựng đồ ăn với mình ăn cơm. Mình không có cái bàn ăn cơm luôn không hả? Trời ơi. Rồi nước mắm, bột ngọt, đường, rau củ khi mà ông mua được thì ông để ở trên đó hết luôn. Đây nè. Dạ. Rồi cái nền đất thì ẩm thấp quá, con thấy ẩm thấp quá rồi nó có dễ ẩm mốc hôi gì không hả? Có bị ẩm hôi không? Không, bị mưa ngập nước rồi tôi mới bưng đất ở ngoài đó đó. Dạ. Đổ đây cho nó khô ráo bả đi ỉa đá vô trong dễ. Không có thấy đường đâu. Ông, con thấy cái miếng màng này nè. Là gió bên đây là ông không có dừng được, ông dừng bằng cái miếng màng này rồi mưa nó tạt không? Mưa thì tạt kêu không? Tạt, mưa tạt. Mưa chắc tạt ướt hết nhà luôn hả ông? Tạt gió mạnh thì nó tạt tới trong. Dạ, vậy là tạt. Cái giường này của ông á thì vừa là cái bàn ăn, vừa là nơi mà giặt dụng, ông chứa đồ để dự trữ ăn hàng ngày. Dạ, vừa là nơi mà ông với bà ngồi sinh hoạt với nhau. Tại vì ở dưới này là chúng ta thấy là một cái nền đất nè. Đó. Rộng rãi. Ngay cả cái chổng của cái võng của cô ngồi nghỉ hàng ngày á thì cô không có tiền để mà trang trải mua một cái võng. Đúng rồi đó. Tại vì cái võng ở đây á là mình thấy là được một góc bên đây là cột vô một cái cây cột này. Còn bên đây thì ông phải nhờ mọi người đốn cái cây tre cột vô một góc ở bên đây giữa nhà ngay lối đi vào. Còn ở dưới này thì để những cái đồ thiết bị điện thì sợ bị ẩm. Nên ông mới lót một cái miếng bạc lên, sợ nó bị giật bà ha. Lót một cái miếng bao xin của người ta. Rồi con hỏi bà cái này nè. Rồi hằng ngày rồi rửa chén đồ tắm đồ ở đâu bà hả? Tắm bà ở đây rồi tôi rửa chén để ăn xong. Rửa chén để ăn xong. Tắm thì trời ơi, nước ngay cả cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm mà chúng ta thấy nè. Đây nè, vần dần bằng một cái miếng, những cái miếng bạc như thế này nè. Đó, đây là một cái nhà vệ sinh tắm để cho ông và bà. Trời ơi. Còn nước này là để uống cái gì không hả? Lu nước này để uống hả? Không có, uống nước bình. Nước bình hả? Rồi còn nước mưa nó hứng để xài. Hứng xài, dạ. Rửa giặt dụng đồ. Trời ơi, này chúng ta thấy chảo nè. Đây, rất khổ. Khổ lắm chú ơi. Nuôi được 2 gà mái không hả? Được 2 gà mái. Nuôi kiếm sống. Là hát, 5-6 hộp mà. Dạ. Nuôi được 2 gà. Mình thì nuôi gà mình chỉ gãi cho nó ăn chứ đâu có làm gì nổi. Có làm gì đâu. Con thấy hình như là ông cũng có biết dân lưới nữa không hả? Có biết chứ. Đây là cái tay lưới nè. Biết dân lưới dân lại kiếm ăn. Mình nghèo khổ mà tiền đâu mua. Rồi khi mà ông đi dân lưới thì ông hái ra muống hả? Hai muối cây ta ăn được 200. Con thấy cái sào đồ ông cũng đặc biệt vô cùng ha. Đây nè, cái cây này là một bên là cột cái võng. Một bên đây là làm cái sào đồ. Dạ, sào đồ ướt phơi. Dạ. Khổ quá con ơi. Tận cùng nó nỗi khổ luôn. Cây quạt này còn quạt được không ông? Được. Hùng mệt chiếu gối. Ở sao ông lại bỏ bộ đồ này vô bọc này? Tôi bao rồi mới lấy ra mà cho con gái bả lấy về bả dùng vậy không. Cây gối nè các bạn thấy không, cây gối ông nằm dưới nó đã lên nước luôn rồi nè.
nằm dưới lên nước luôn, cái mùng nữa. Tôi đâu có thấy đường gì đâu. Cái trong nhà của ông thì cái tài sản quý giá nhất hai cái quạt. Là chỉ là được hai cái quạt thôi. Rồi cái nơi mà ông nghỉ, ông với bà nghỉ qua đêm á là một cái mùng như thế này. Chúng ta thấy mùng đã bị đóng móc rồi. Tôi không thấy đường nữa. Bà thì không đâu có giặt giũ gì được. Đâu được. Còn ông thì phải lo bươn chải hàng ngày kiếm ăn. Rồi lúc nãy thì chạy ngang con thấy, con hỏi không biết, nhưng mà thấy nhà hoàn cảnh của ông, nhà ông là cực kỳ khó khăn. Nhiều là chúng ta thấy nè, đồ đạc lỉnh khỉnh nè. Đây là kem đánh răng nè. Đó. Rồi trà. Nước ở đây không? Mới mua hôm đài không có tiền mua. Thôi cũng đã đi được nhiều nơi, cũng đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà đối với hoàn cảnh của ông với bà ở đây thì là tận cùng của sự khó khăn. Ngay cả là cái nơi nhà vệ sinh á, thì cũng được cắt rất là tạm bợ nền đất. Đó, và chúng ta thấy theo những quan sát trong nhà ông thì không có gì quý giá cả. Nhà thì dột nát mà đất nền thì nền đất. Thì ông bà thì không còn sức lao động nữa, bà đôi mắt thì bị mù không thấy đường. Còn ông thì tuổi cao sức yếu nên không còn làm cái công việc nặng nhọc nữa. Ngoài việc là nuôi gà với lại là nuôi cá ở dưới sông và với lại dân cá hàng ngày kiếm ăn. Thì các bạn cô chú anh chị nếu xem video này thấy hoàn cảnh của chú ông với bà khó khăn thì hãy chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết được để tìm đến hoàn cảnh của ấp mà Tân Phú, xã Tân Bình, ấp xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Rồi con chúc, tại vì con chúc cô với chú ông với bà có sức khỏe tốt ha. Dạ, rồi con hôm nào có dịp con sẽ ghé lại. Dạ, con mình kết thúc video.